Trường hợp mà cái implant Onon 4 hay Onon 6 là hay sử dụng chỉ định trong trường hợp mà những cái cô chú, những bệnh nhân mà mất hết toàn bộ răng, tức là không còn cái răng nào trên cung hàm, hoặc là trên những trường hợp mà còn một còn răng, tuy nhiên những cái răng nó bị bệnh lý nặng như là bệnh lý nha chu, lung lay hết, phải nhổ hết, thì khi đó vẫn có thể là chỉ định cho những trường hợp mà làm Onon 4 hay là Onon 6. Thì cái ghép Onon 4, Onon 6 á, thì cái độ khó thông thường nó sẽ tùy thuộc vào cái xương mà còn lại. Thì đa số trường hợp mà những cái xương mà nó tốt á, thì cái thời gian làm trong một hàm nó cũng khá là nhanh. Chẳng hạn như có thể là trong vòng khoảng là 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi là có thể xong một cái hàm Onon 4. Sau đó thì bác sĩ có thể lấy dấu để làm một cái răng tạm, bệnh nhân sẽ có răng tạm trong ngày. Tiếp theo thì đợi khoảng từ 2 đến 3 tháng sau thì có thể làm qua cái phục hình sau cùng. Đó là cái quy trình thông thường phổ biến cho một cái hàm Onon 4 hay là Onon 6. Chi phí sẽ dao động thay đổi từ khoảng là 150 cho đến 180 triệu tùy cái loại implant mà sử dụng để làm cái hàm Onon 4 đó. Khi làm trường hợp mà mất răng toàn hàm, là những cái hàm Onon 4, Onon 6 á, thông thường thì cái quan trọng nhất đó là cái người bác sĩ phải có một cái kiến thức, có kỹ năng cũng như phải có kinh nghiệm để điều trị cho những bệnh nhân mất răng toàn bộ. Thì cái điều trị nó sẽ đương nhiên nó sẽ phức tạp hơn khi mà so với điều trị những cái mất một vài răng hay là mất một hai răng, thì tất nhiên thì cái điều trị cái Onon 4, 6 thì cái độ phức tạp nó sẽ cao hơn so với trường hợp mà làm một số răng mà không phải là mất toàn bộ răng. So với cái nhổ răng đó, thì những tình huống mà cấy implant, những tình huống cấy implant mà không cần phải ghép xương, thì thông thường cấy implant nó sẽ ít xâm lấn hơn. Thì có nghĩa là chẳng hạn như chúng ta cần phải cấy một trụ implant, thì thông thường nó sẽ ít đau hơn là phải nhổ cái răng, đặc biệt là những cái răng khó như là nhổ răng khôn. Thì như vậy cái việc cấy implant hầu như nó diễn ra cũng khá là nhẹ nhàng, khá là êm ái. Đặc biệt là ngày nay khi mà những cái thuốc tê hay là những cái phương pháp mà vô cảm đi kèm, chẳng hạn như là tiền mê, rất là hỗ trợ rất là tốt. Cho nên việc cấy implant ngày nay gần như có thể nói là không có đau. Điều trị implant á, là nó sẽ có những cái ưu điểm rất là lớn so với những cái điều trị mà trên những cô chú bị mất răng. Thì khi bị mất răng á, thì sẽ có thông thường sẽ có một số cái cách điều trị sau. Đầu tiên là cái hàm tháo ra lắp vào hay là cái hàm tháo lắp. Thì cái ưu điểm của cái loại này thì rất là rẻ, dễ làm nhanh. Tuy nhiên ngược lại thì có nhược điểm rất lớn, đó là cái ăn nhai rất là khó. Và cái ăn nhai hầu như là một số cô chú là không thể chấp nhận đeo những cái hàm tháo lắp được. Nó sẽ rất là vướng víu cồng kềnh và không có phát âm tốt được. Thì như vậy cái hàm tháo lắp thì có thể là rẻ nhưng mà rất là khó, khó mà đáp ứng được cái nhu cầu ăn nhai. Cái giải pháp thứ hai mà điều trị implant có thể so sánh đó là những cái cầu răng. Thì cái cầu răng đó thì nó sẽ cố định luôn. Tuy nhiên thì cái cầu răng chỉ được thực hiện khi nào mà còn những cái răng hai bên. Và cái nhược điểm của cầu răng đó là phải mài đi những cái răng còn nguyên để mà gánh cái răng bị mất. Thì như vậy cái ưu điểm đó là không làm điều trị cũng khá là nhanh. Nhưng mà ngược lại nhược điểm thì chúng ta phải mài đi những răng còn nguyên. Và có nhiều trường hợp là có thể là kết hợp phải lấy tủy những cái răng còn nguyên đó để mà phục hồi cho những cái răng đã mất. Thì như vậy cái điều trị implant đó, nó sẽ có một cái ưu điểm rất là lớn, đó là mất cái răng nào thì chúng ta sẽ cấy phục hồi lại cái răng đó và không có ảnh hưởng đến những răng còn lại, cũng như là có thể điều trị cho những trường hợp mà bệnh nhân bị mất toàn bộ răng. Thì cái đó thay vì đeo những cái hàm tháo lắp rất là cồng kềnh, rất là vướng víu, thì điều trị implant hay là có những cái hàm Onon 4 thì cố định trên implant, thì như vậy nó sẽ đem lại cái chức năng và cái thẩm mỹ rất là tốt cho những cô chú bị mất răng.